Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục hộp thư truyền hình hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung sau đây. Trả lời bạn xem truyền hình về quy định lập biên bản, vi phạm hành chính khi tổ chức cá nhân, vi phạm vắng mặt và một số vấn đề khác mà bạn xem truyền hình quan tâm. Cần sớm có giải pháp ổn định đời sống của người dân vùng lõi đệm vườn quốc gia Bến En. Cuối chương trình là mục nhắn tin bạn xem truyền hình. Sau đây là nội dung chuyên mục. Thưa quý vị và các bạn, bà Nguyễn Thị Hạnh, xã Đông Thanh, huyện Đông Sơn hỏi, khi lập biên bản vi phạm hành chính mà cá nhân hay tổ chức vi phạm vắng mặt thì phải xử lý thế nào? Đối với trường hợp này, biên bản vi phạm hành chính sẽ được giao cho ai hay giữ lại không giao? Vấn đề bà hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Theo khoản 2, điều 58, luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012, đối với trường hợp người vi phạm, đại diện tổ chức vi phạm không có mặt tại nơi vi phạm, cố tình trốn tránh hoặc vì lý do khách quan mà không ký vào biên bản thì biên bản phải có chữ ký của đại diện chính quyền cơ sở nơi xảy ra vi phạm hoặc của hai người chứng kiến. Khoản 3 điều 58 Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 quy định: Biên bản vi phạm hành chính lập xong phải giao cho cá nhân tổ chức vi phạm hành chính một bản. Trường hợp vi phạm hành chính không thuộc thẩm quyền hoặc vượt quá thẩm quyền xử phạt của người lập biên bản thì biên bản phải được chuyển ngay đến người có thẩm quyền xử phạt để tiến hành xử phạt theo các quy định nêu trên, trường hợp người vi phạm, đại diện tổ chức vi phạm không có mặt tại nơi vi phạm thì biên bản vi phạm hành chính phải có chữ ký của đại diện chính quyền cơ sở nơi xảy ra vi phạm hoặc của hai người chứng kiến. Biên bản vi phạm hành chính lập xong phải giao cho cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính. Ông Đỗ Xuân Nhạ xã Thọ Sơn, huyện Triệu Sơn hỏi: Năm 2018, gia đình tôi xây nhà trên đất trồng lúa do Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý, Ủy ban nhân dân cấp xã đã lập biên bản xử lý vi phạm hành chính với hai hành vi vi phạm, cụ thể là hành vi chiếm đất trồng lúa và hành vi xây dựng công trình trên đất không được phép xây dựng. Xin hỏi, việc xác định hai hành vi trên đối với gia đình tôi có đúng không? Với đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Theo quy định tại điểm A khoản 7, điều 13, Nghị định số 121-2013 ngày 10 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng, xây dựng công trình trên đất không được phép xây dựng là chủ thể xây dựng trên đất không được cơ quan nhà nước cho phép xây dựng đất trồng lúa thuộc nhóm đất nông nghiệp gia đình ông không thể xây dựng nhà ở trên đất trồng lúa khi chưa thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất được cơ quan có thẩm quyền xác nhận do đó việc ủy ban nhân dân cấp xã lập biên bản đối với hai hành vi trên của gia đình ông là đúng quy định Thưa quý vị và các bạn, hàng chục năm nay, hơn 1.550 hộ dân sống trong vùng lõi vùng đệm của vườn quốc gia Bến En chưa được cấp đất sản xuất. Nhiều hộ chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do mắc kẹt trong vùng quy hoạch của các dự án. Cuộc sống của hàng ngàn hộ dân hiện đang lâm vào cảnh khó khăn thiếu thốn tư liệu sản xuất. Gia đình bà Nguyễn Thị Loan sinh sống ổn định tại khu phố Xuân Lai, thị trấn Bến Sung, huyện Như Thanh từ năm 1996 gia đình bà đã khai hoang khoảng 4 hecta diện tích đồi rừng để phát triển kinh tế. Thế nhưng đã gần 26 năm qua, gia đình bà cũng như 196 hộ dân trong vùng lõi vùng đệm của vườn quốc gia Bến En vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp. Lên đây thì lấy thấy đất người ta bỏ hoang, tôi khai phá rồi với tôi làm. tôi làm thì bây giờ đó đất cũng không bìa không có, thì dân chúng tôi thấy sống cái kiểu là muốn làm thêm muốn làm trang trại hoặc là muốn khơi rãnh cũng bây giờ tôi là không có 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 cái được cái quyền lợi chi ở đây để mà làm cả chúng tôi là những người dân thì để cho chúng tôi được có một quyền lợi để hư hỏng nhà cửa ấy, hư hỏng chỗ đâu thì tôi xây để mà làm rồi nước lụt đến đâu với tôi được khơi rãnh khơi mương Chứ bây giờ tôi sống như thế là không có một cái quyền lợi gì cả. Trên địa bàn huyện Như Thanh có 981 hộ với 4.214 khẩu của ba xã Xuân Thái, Hải Long và thị trấn Bến Sung hiện đang sinh sống trong vùng lõi đệm của vườn quốc gia Bến En. Hầu hết các hộ này đều chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, không được đầu tư các hạng mục phát triển kinh tế xã hội, nhà cửa sập xệ xuống cấp nghiêm trọng, thường xuyên bị ngập lụt mỗi khi mưa gió nhưng không được sửa chữa xây mới, không được đầu tư các hạng mục cho phát triển kinh tế xã hội, sinh hoạt của các gia đình đối mặt với muôn vàn khó khăn. Nhà đây thì gia đình chúng tôi xây từ năm 92 nhưng mà qua quá trình ở thì nó xuống cấp mà bao nhiêu lần du lịch là cứ dự án là cứ vào nói lấy rồi cuối cùng cũng chẳng thấy làm đâu cả mà sửa lại thì không cho chúng tôi sửa lại cũng như làm mới cuối cùng ra là, là ảnh hưởng rất lớn đến đến cuộc sống của của gia đình không những gia đình tôi mà còn xung quanh những gia đình xung quanh chúng tôi nữa chúng tôi tha thiết là mong là các cơ quan ban ngành là cố gắng là tạo điều kiện giúp cho uh, hộ gia đình tôi nói riêng và các hộ ở đây nói chung là nếu du lịch không lấy thì sớm tạo điều kiện cho chúng tôi làm cho chúng tôi một cái sổ đỏ đời sống của nhân dân thì rất vất vả dựa vào rừng núi mà nói thật tình là nhiều nhà để hiện nay đã xuống cấp trầm trọng nhưng mà không được cho phép để xây dựng cơ sở hạ tầng kể cả là khu phố cũng không được xây dựng một cái cái cái, cái công trình phúc lợi của, của của, địa phương bởi vì là cứ có cái dự án nọ vào rồi lại cái dự án kia vào mà đến trời chưa có một cái dự án nào thực hiện đề nghị nhà nước là khẩn trương có cái dự án nào thì về hoặc là có cái biện pháp nào để cho nhân dân làm được nhà được cửa để mưu sinh cuộc sống Kể từ năm 1992, sau khi Bến En được công nhận là vườn quốc gia, rồi nhiều dự án phát triển du lịch được chấp thuận. Cũng từ đó, hơn 1.550 hộ với 6.614 khẩu ở 5 xã của hai huyện như Thanh và Như Xuân sống trong vùng lõi vùng đệm bị mắc kẹt. Các hộ dân trong vùng bị ảnh hưởng này đã nhiều lần có kiến nghị, mong muốn các cấp, cấp các ngành quan tâm sớm giải quyết bài toán ổn định sản xuất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tạo sinh kế để họ ổn định cuộc sống dự án vào nó quá chậm. Công ty quy hoạch và đô thị của anh Tài Thắng ấy, để vào từ năm 2006 cho đến đến năm 2017 mất uh, gần mười mấy 12 mười năm là không nhân dân không thể thực hiện được một cái gì từ cái việc trồng cây cho đến là trồng chăn nuôi rồi xây dựng các cái vấn đề nhà cửa bây giờ lại tiếp tục cái dự án là cũng là cái, cái khu du lịch sinh thái bên em cũng đã vào được đến năm nay là năm thứ ba rồi. nhưng mà hiện tại là không cho nhân dân là sửa chữa về nhà cửa. Tới đây như chúng tôi là sẽ nếu như quy hoạch cái khu này để thành cái khu nghỉ dưỡng uh, cao cấp thì uh, tái định cư thì cũng mong rằng sớm có cái tái định cư để bà con ổn định đời sống. Việc dự án chậm triển khai đang gây ra nhiều hệ lụy đối với cuộc sống người dân và tình hình phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Người dân sinh sống tại vùng lõi vùng đệm của vườn quốc gia Bến En mong muốn các cấp các ngành có liên quan nhanh chóng có phương án tháo gỡ khó khăn, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để họ sớm ổn định sinh kế. Vừa qua, Đài Phát Thanh và Truyền hình Thanh Hóa đã nhận được đơn thư của các ông bà có tên sau đây. Đơn của bà Nguyễn Thị Tuyến, số nhà 71 đường Phan Chu Trinh, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa, hỏi về thủ tục đóng thuế đối với đất ở. Đơn của bà Nguyễn Thị Thao, phố 9 Lương Đắc Bằng, phường Đông Sơn, thành phố Thanh Hóa, khiếu nại về việc tranh chấp đất đai ở địa phương. Đơn của tập thể người dân làng cổ Đông Sơn, phường Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa khiếu nại về việc công ty cổ phần Kim Quy xây dựng không đúng quy định pháp luật tại địa phương. Đơn của bà Nguyễn Thị Hoa, thôn Đa Huệ, xã Tượng Văn, huyện Nông Cống hỏi về chế độ đối với thương bệnh binh tham gia kháng chiến tại Campuchia. Đơn của bà Bùi Thị Đỗ, phố 1, xã Lâm Sa, huyện Bá Thước hỏi về chế độ trợ cấp đối với thanh niên sung phong. Đơn của bà Văn Thị Xuân, khu phố Xuân Thủy, phường Trường Sơn, thành phố Sầm Sơn, hỏi về chế độ xây nhà cho người tàn tật. Đơn của ông Nguyễn Duy Sáng, phường Đông vệ, thành phố Thanh Hóa, khiếu nại về chế độ bảo hiểm xã hội đối với cán bộ hưu trí đã có thời gian làm việc tại công ty cổ phần thương mại miền núi. Đơn của ông Lê Văn Văn, thôn Tuyên Hóa, xã Đông Khê, huyện Đông Sơn, khiếu nại về việc bỏ phiếu tín nhiệm bầu trưởng thôn. Đơn của bà Nguyễn Thị Lý, phố 2, phường Quảng Phú, thành phố Thanh Hóa, khiếu nại về việc chuyển khẩu cho thành viên trong gia đình đơn của người dân khu phố Thành Mai, xã Quảng Thành phản ánh về tình hình ngập úng cục bộ tại khu phố. Đơn thư của các ông bà chúng tôi đang xem xét hoặc chuyển tới các cơ quan có thẩm quyền để được giải quyết theo đúng quy định của pháp luật. Tới đây thì chuyên mục kỳ này xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.